Còn thân mến, như vậy là đến bây giờ cô trò mình đã đi gần hết chặng đường của tiếng Việt, ngữ văn 8, tập 1 rồi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái phần tổng hợp ôn tập về dấu câu. Ở những tiết học trước thì các con đã cùng với cô đến với những dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm hoặc kép rồi đúng không nào? Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi tổng hợp lại tất cả những dấu câu đã học và cô sẽ giúp con hệ thống lại những kiến thức đó. Bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung của bài học nhé. Ôn luyện về dấu câu, chúng ta sẽ vào đến với phần 1 La Mã tổng kết. Tổng kết về dấu câu. Để có thể lập bảng tổng kết về dấu câu, các con hãy nhìn vào sách giáo khoa trang số 150. Đó là chúng ta sẽ chia ra vở làm hai phần. Một bên là tên của dấu câu, một bên là công dụng. Nhưng theo cô thì các con có thể chia làm 3 cột. Cột đầu tiên là giống như sách giáo khoa. Cột thứ hai là công dụng. Và cột thứ ba chúng ta sẽ lấy ví dụ để chúng ta phân tích kỹ hơn. Cách lập bảng như sau. Chúng ta sẽ có cột đầu tiên đó chính là dấu câu này. Cột này con để có thể để ngắn một chút. Cũng và bề rộng thì chúng ta cũng để vừa phải, không cần phải dài quá. Tiếp theo là công dụng. Cột công dụng là các con sẽ để nhiều nhất. Và phần cuối cùng là ví dụ. Cô lấy một ví dụ chúng ta đã học về các loại dấu câu. Ví dụ như là đầu tiên các bạn đã học về dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm. Các bạn giở cho cô sách giáo khoa trang 134. Ra dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm. Chúng ta sẽ vào phần đầu tiên ở đây một nhỏ là chúng ta sẽ làm về dấu ngoặc đơn. Công dụng của dấu ngoặc đơn các con biết rồi, dùng để đánh dấu phần chú thích. Đánh dấu phần chú thích. Giải thích, thuyết minh, bổ sung thêm. Thuyết minh. Bổ sung thêm. Ví dụ thì các con có thể lấy theo khoa, ví dụ Lý Bạch. Sinh năm 10, xin lỗi, 701, mất năm 762. Thì con thấy đây chính là cái phần mà chúng ta đang tìm hiểu. Sau khi tìm hiểu xong về công dụng của dấu ngoặc đơn, các con lại tiếp tục chúng ta kẻ ngang mà các bạn sẽ cùng với cô đến với dấu thứ hai. Đó chính là chúng ta tìm hiểu về dấu hai chấm. Hai, dấu hai chấm. Thì dấu hai chấm có rất nhiều công dụng. Các bạn cũng sẽ lần lượt liệt kê như là phần trước cô đã dạy và chúng ta lấy ví dụ. Chú thích đầu dấu hai chấm đầu tiên đó là đánh dấu hoặc là báo trước phần giải thích thuyết minh cho một phần trước đó. Trước đó. Tiếp theo là đánh dấu báo trước lời dẫn trực tiếp. Lời dẫn trực tiếp. Hay lời đối thoại. Lời đối thoại thì chúng ta thấy là dấu hai chấm thường dùng với dấu gạch ngang. Cô lấy một ví dụ. Ví dụ chúng ta lấy trong văn bản bài học đường đời đầu tiên. Các con có thể thấy được là tôi phải bảo. Đây là dấu hai chấm. Được
Chú mình cứ nói thẳng thời gian nào. Và sau khi các con đã tìm hiểu được